vâng hello xin mến chào tất cả anh em đã quay trở lại với nokia okay, chấm com bên mình ha Ngày hôm nay thì tại vì bữa giờ em bán hàng trước đó rồi một số anh em mua máy Noga xong những tin hỏi hỏi em đó là cách cài mà màn hình đó màn hình chờ của máy Noga mà 6.000 3 cài sao anh nói chung là em cũng chỉ nhiều nói chung là em cũng sẽ là một cái clip này để cho anh em tự cập nhật mà làm luôn ha tại vì mấy cái nhỏ nhỏ này tự mình làm luôn nó cũng được nữa rất là dễ đây nói chung là muốn uh, nó có màn hình chờ thì anh em phải có sim nha tức là, là lắp uh, sim vào uh, máy thì nó mới có màn hình chờ nha chứ mà nếu không có là lắp sim á anh em cài thì nó cũng không có lên màn hình chào ha đây cái bản này bản uh, logo nhà mạng nè rồi vô menu đó đem lấy nét này cái đó nè rồi vô menu là setting nè rồi nếu mà anh em nào mà không biết tiếng anh á nè cái cái màu nè nó ba da màu nè xanh vàng đỏ đâu nè bấm vô rồi bấm một hai ba bốn rồi cái thứ tư chọn vô bấm bốn cái là cái thứ năm á cái số năm nè thôi bấm vô rồi cái này là thời gian nè Thời gian là mình chọn bao lâu. Thời gian này này, em đây là em sẽ làm 5 giây thôi. Rồi 05. 05 không 05. Rồi ok cho nó nhanh nhanh chút. Rồi, cái này thì mình chọn uh, DT lock này. Đồng hồ đó. Rồi, on lên là xong. Rồi đem phá màn hình này. 5 giây nó sẽ tự động chế độ màn hình chờ nè. 1, 2, 3, 4, 5 Đó thấy không Một hồi nó sẽ chuyển sang cái cái màn hình ngang Đó Rồi Nói chung là mấy cái, cái máy nào là Nokia 63 mà Hàng mà Màn zin đó là có hết Còn mấy cái máy nào mà không có cái đó là màn hình lô nha anh em Mình lưu ý nha, mua hàng lưu ý nha Đó Cái này là hàng thay vỏ nè, cái đó hàng zin rồi ừ, cũng vậy luôn cái này thì tiếng việt dễ rồi bấm vô nè nó này số 4 à từ kia nãy số 5 mà hình riêng em xin lỗi là cái này là số 5 nè nó bấm vô mà hình riêng nè thời gian nghỉ nè 5 giây nè đó mà hình riêng đồ một số nè rồi đem bật lên bật rồi không có sim nè ha 1, 2, 3, 4, 5 Đó, nó không có, không có màn hình uh, chờ được Có sim nè, nó lắp sim Em xin lỗi, nãy nó mới có mà, màn hình mà em ta, bấm qua luôn rồi Phải để cho anh em xem Bây giờ em tắt cái này đi Em lắp vào cái máy mà mới cài sẵn nãy á Em tắt cái chứ mà không có sim thì anh em cài xong mà nó cũng không có hiển thị đâu nha đó để giờ nãy giờ nó cũng không hiển thị nữa rồi đánh bên đây anh em tắt nguồn cái lắp sim vô Đó. Rồi, phá phím này. Đến 5 giây nó sẽ tự động có nè. 1 2 3 4 5. Đó, thấy không? ở bên em là toàn bộ máy màn zin đều có cái màn hình chào này ha. Nè, để hướng dẫn lại nè. Nè anh em nào mà đang tiếng Anh á thì vô nè. Em lấy ví dụ là nè cái nó có cái 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 màu xanh đỏ vàng là bấm vô. Nên, coi như thế này tiếng Anh đây nha, không có nhìn chữ luôn. Nhìn uh, hình thôi là sẽ biết rồi. Rồi bấm vô số 5 ở trên đây số 5 nè, rồi bấm vô. Rồi, thời gian này cuối cùng phải chọn 5 giây thôi. Đó. rồi lưu ý cái này, chọn vô đồng hồ cuối cùng, đồng hồ số. Rồi bấm vô bật là xong. Rồi, ok ha. Anh em nào mua hàng cứ liên hệ em 603 lên giỏ cái này là dở duyên đều có hết, máy nào không có, không có facebook nữa hết hàng rồi, rồi liên hệ em 0944440924, rồi chúc em thật nhiều sức khỏe vượt qua đại dịch ha, nhưng mà qua dịch em mới giao hàng được nha, rồi cảm ơn, kính chào.